Vâng. Chào cả nhà nhá. Nay vợ cái cảnh lại đi quay cho anh em cái vú sữa. Đó. Cô ơi, cây này được bao nhiêu năm rồi chú ơi?
Vâng. Nó khô ấy, không có ai ăn nó cũng dụng đi chứ. À vâng, cây này được cái dáng bàn trà. Vâng.